Hôm qua có một cô có gặp Như Đức, có nói: thầy ơi, con có nhỏ em nó thích niệm Phật dữ lắm thầy ơi, thầy nó nghe thầy giảng nó mê, đừng có nói nó. Thầy biết rằng người ta nhắn tin điện thoại nó, người ta nhắn, người ta chửi, người ta nói này nói kia tùm lum, nói nó làm sao nó cũng A Di Đà Phật nó nhắn lại, A Di Đà Phật nó nhắn lại. Con nói em đừng có làm gì, người ta chửi em thì em phải nói lý lẽ này kia, chứ em nhắn A Di Đà Phật lại vậy thì người ta phê phán Phật pháp làm sao. Vì con xin hỏi thầy, thầy giảng thầy nói cái đoạn này cho em con nó nghe, để kêu nó đừng có nhắn A Di Đà Phật. Cả chiếc điện thoại mà Nhà Đức còn kêu người ta cài điệu nhạc chờ A Di Đà Phật. Tổ sư đã nói rồi, bao nhiêu lời tốt, bao nhiêu lời thiện cũng không bằng câu A Di Đà Phật. Bà làm đúng rồi, người ta nói gì bà A Di Đà Phật. Người ta sân si, bà A Di Đà Phật. Người ta cái sân si thì bà A Di Đà Phật. 100% mới bị thí nghiệm thử. Cho hai người này chữ lột, vô cái phòng đóng lại đàng hoàng, bắt ghế cho nó ngồi, mình làm trọng tài ngồi chính giữa. Vì mình canh hai đứa sợ nó tức nó quýnh hay sao. Không được quyền bay qua quýnh, chỉ được quyền dùng miệng không dùng tay. Dùng miệng thì được, không dùng tay nghe chưa. Hiểu không? Hai đứa nó chữ, một đứa này thì chữ, đứa kia chữ cái không chuyện của đứa kia. Trong hai đứa chắc chắn phải có một đứa chữ. Nếu hai đứa niệm Phật hết thì không có phải gọi là cự lộn. Hai đứa này đi niệm Phật chứ không phải cự lộn, nhưng hai đứa này đi chữ lộn. Chúng ta sẽ cho hai đứa này để chữ lộn, rồi chúng ta sẽ nói với một đứa là mày đừng chữ, nó chữ mày, mày niệm Phật. Hai đứa cứ chơi như vậy, đứa này chữ đứa kia niệm Phật, đứa này chữ đứa kia niệm Phật. 100% quý vị biết cái đứa chữ sẽ gục ngã tại chỗ. Đứa chữ gục ngã tại chỗ liền, 100% quý vị luôn. Và xong quý vị vui kinh khủng luôn. Tại vì sao? Vì quý vị tích tụ cái năng lượng, và quý vị thấy cái tiếng chửi kia nó không có lọt vào tâm quý vị đi, tụ ở trong đó. Mà tụ là tụ có Phật hiệu. Thử đi, một đứa chửi, một đứa mà niệm Phật, bây giờ ai chửi Như Đức, chơi với Như Đức nè. Vô trong phòng, ở đây nè, mấy người ở đây nè, ai muốn chửi vô phòng. Không, bữa nay mình xả giao luôn, cho phép. Mấy bà cứ dùng mọi cách, mấy bà chửi đi, tôi thì không ăn thua gì hết. Chửi mọi cách luôn, rồi tôi niệm Phật, mấy bà chửi. Hai người bắt ghế cho anh Viện làm trọng tài, ngồi trước giữa. Ví dụ như mà không niệm Phật thì gán chịu, nó dính miệng gán chịu. Nhưng mà trọng tài ngồi cũng niệm Phật, tùy trọng tài. Nhưng mà tôi niệm Phật, bà chửi đi. Quý vị coi, 100% quý vị coi, cái tên chửi té cái rầm, vì nó mệt quá, chịu nổi quý vị ơi. Chửi nó mệt lắm, sân si với chửi nó mệt lắm quý vị. Đó là cái không đơn giản đâu quý vị. Nếu mà ai nghe này mà hiểu thật sự mà nói, không ai đi làm cái chuyện này đâu quý vị. Chuyện này lộ vốn dữ lắm luôn á. Đó. Nên cái đặc biệt của quý vị, mà quý vị đụng những cái chuyện mà người ta chửi mắng quý vị mà quý vị niệm Phật được hay lắm. Những đức mà có người ta nói những đức câu: này nó chai rồi, nói gì nó chai rồi, nó sắp sửa bỏ tay đó, sắp bỏ tay. Tại vì thấy mình sao kỳ cục quá, nói gì nói, mình vẫn làm chuyện của mình chứ làm sao, chứ không là làm chuyện của mày. Làm chuyện của tao chứ không là làm chuyện của mày, đúng không? Mỗi người có công việc làm, đúng không? Thí dụ như hai người, một người đẻ với một người không đẻ, thì người đẻ làm chuyện người đẻ, người không đẻ kêu đẻ theo chi, đúng quý vị? Có gặn thì chẳng được, cũng có gì đâu ra. Tôi hỏi quý vị nè, bây giờ một bà bầu đang gặn đẻ, một cái đứa nó không có đẻ, tôi kêu mày gặn phụ tao, đâu có tao gặn. Mình thì gặn cái đứa con, còn đó gặn ngay cục gì không biết luôn. Cái này là cái nó kỳ cục quý vị. Nên mỗi người có cái chuyện làm của mình, thì kệ, mình chọn chuyện gì làm đó là tùy mình. Nhưng mà theo những đức nghĩ thì mình nên chọn cái cuộc sống vui vẻ, cái cuộc sống an lạc. Còn những cái việc mà chướng tay gai mắt thì có khi mình cũng bực bội một chút, nhưng mà buông càng sớm càng tốt.
Chứ nếu nói mà không bực bội gì thì chúng ta chưa phải là Phật. Thấy không? Chưa phải là Phật. Chứ thật sự ai mà khen mình thì vui rồi. Cái ông đó nói thầy phải dạy Phật tử tu hành. Tu làm sao mà đối xử khen chê đừng bị ảnh hưởng, thì đó mới là công phu thật sự. Xong Như Đức nói cái mặt mày là cái mặt chó. Thầy sao thầy cho kỳ vậy thầy? Tự nhiên thầy chữ con kỳ không vậy thầy? Anh vừa mới nói mà. Vừa mới nói rõ ràng mà tự nhiên vậy Phật tử. Làm sao mà vừa khen chê là phải giữ tâm bình thản. Giờ trước nhất chữ anh cái tôi coi làm sao. Bây giờ con vậy giờ con chữ là thầy sao? Chữ tôi bực bội á. Bội á, có giỡn đâu. Tôi chấp nhận bực bội đó. Cái chữ tôi mà tôi tức mà ngay mặt tôi chừng tôi giọng anh cái đó. Gan chịu nghe chưa? Tôi báo trước cho biết. Tôi còn là phàm phu mà. Thấy không? Xong rồi Đức nói với anh câu, Đức nói anh đừng có nói gì, cái đó cao quá. Sống mà để nổi mà như bất động vậy là khó dữ lắm. Thật sự mà nói cả Phật Bồ Tát nếu thể hiện trong hoàn cảnh nhân sinh, có những cái Phật Bồ Tát cũng phải thể hiện giống nhân sinh một chút. Mình mà làm gì người ta theo mình không có nổi. Nên bản thân của mình có những lúc mình phải làm sao hạ cánh xuống để cho người khác người ta bước lên. Mình vậy mình mới từ bi chứ. Anh nói mà Phật tử mà cuộc sống cơm ăn áo bận đủ chuyện phiền não, chỉ cần thu phục được phiền não hoặc phiền não một chút buông ra, đó cũng là điều cũng mừng lắm rồi. Còn giờ anh nói khen chê như bất động. Bây giờ những đứa hỏi anh, bây giờ người ta khen tôi không lấy cái mặt tôi, người ta chê cái mặt tôi cũng gì, thì bây giờ cảm giác gì đi đến với anh, đúng không? Bây giờ con người nó phải có cái động. Ví dụ như anh khen tôi anh chê tôi, đó là cũng là cái động rồi còn gì. Ta sống trong cái cảnh động mà cái anh kêu như bất động là sao? Như bất động thì chết đi, thì nằm im ru. Anh vừa nói xong chữ anh một phát, anh cảm giác làm sao? Nó đúng là con không kìm được tâm con. Nếu là người bình thường con quýnh. Thấy chưa? Anh thấy chưa? Nó không có đơn giản như anh nghĩ đâu. Nói thì dễ nhưng làm là cả vấn đề. Nó vừa nói phát âm chữ liền tại chỗ luôn. Nó giống như ngài Hư Văn, thấy chưa? Nó ông quan lỡ hỏi, bây giờ ngài thường giảng thiên đường và địa ngục, ông nói thiên đường và địa ngục cho tôi nghe, vừa bụng thì không giết, không vừa bụng thì chặt đầu ông, nghe không? Thì ngài Hư Văn vừa nghe ông quan nói xong, ngài Hư Văn ngài nói mày là cái thằng quan tham ô. Cái thằng quan gì chữ tá lạ mình rút kiếm ra giết. Xong vừa nói xong đó là địa ngục. Ông quan dịu cái tâm xuống liền, vừa dịu cái tâm xuống thì ngài Hư Văn ngài nói đây là thiên đàng. Ghê không? Ông quan ông chấp nhận liền, nói đúng giảng thiên đường địa ngục rất là gọn, không bài vẽ gì hết chứ mà rất phù hợp. Nãy tôi vừa nghe chữ tôi sân si rút kiếm là địa ngục, xong vừa phát âm địa ngục một phát nghĩ lại địa ngục rồi, bây giờ dịu cái tâm xuống, hạ cái tâm xuống là thiên đàng. Thấy chưa? Đó cũng là giác ngộ cao rồi đó quý vị. Chứ gặp mà người mà nó giác ngộ kém quá, mình vừa chữ nó cái nó rút kiếm nó chém mình phát, mình chưa nói tới thiên đàng là mình đứt cái đầu mất tiêu. Hiểu không? Bởi vì mình mà mình muốn thử thách mà chữ ai mà đưa cái mỏ xa xa ra. Cái bữa đó Như Đức ngồi gần thằng đó vừa nói gì xong chữ đó mà Như Đức đưa cái mỏ xa ra ngu vậy, đưa cái mặt gần. Cái mặt gần mình chưa nói câu thứ hai nó quất một cái chảy máu cam, thì lúc đó chúng ta cũng dính kèo rồi, đúng không? Sao bây giờ? Nên mình muốn chửi ai phải đưa cái mặt xa xa, đứng xa xa ra. Thấy không? Có gì mình còn có cửa né. Hiểu không? Nó nên quý vị ơi, đừng có nói cái chuyện xa vời quá. Chúng ta đâu có làm được đâu. Cái đơn giản nhất nè, mỗi ngày sân si thì biết mình sân si, vui vẻ thì biết mình vui vẻ, sân si kiểm lại thấy nó khó chịu thì điều chỉnh nó lại đi. Chứ bây giờ nó không đối buồn vui
như như bất động thôi, thôi thôi như có cửa đó đâu, như không làm được đâu, đúng không? Đó thì những điều như Đức chia sẻ, vị nghe vị thấy vị làm được. Quý vị vui hay bị sân si gì cũng vậy. Nhưng nếu quý vị là người tín nguyện niệm Phật thì Phật vẫn rước quý vị. Quý vị sân si dữ lắm, khó tính lắm, nhưng mà trong tâm quý vị nói rằng niệm Phật là tốt nhất. Con phải niệm Phật, Phật đó là Phật. Con sân si nhưng con phải niệm Phật. Con phải niệm Phật. Con còn sân si, con còn tham lam, con còn ham tùm lum, nhưng mà đối với Phật là con muốn niệm Phật, con muốn về cực lạc. Thấy không? Cái tâm muốn về cực lạc này nó mạnh đến mức cực điểm luôn. Rồi đối với những cái tâm kia chúng ta không cần dẹp, nhưng mà những cái tâm kia nó bị lạc bớt đi, thì cái nào mạnh thì cái đó thành công. Bây giờ những Đức nói với vị nghe nghe, quý vị đang niệm Phật nè, quý vị niệm Phật mỗi ngày, quý vị với tham sân si giống như cùng đua, chạy đua vậy. Thằng nào chạy qua mặt thì nó thắng, hiểu không? Bây giờ mình không dám nói Phật là thằng, mà mình nói thằng nào chạy qua mặt thì nó thắng thôi. Không, thằng tao sân si, thằng nào chạy qua mặt thì quý vị thắng. Còn nếu như Phật chạy qua mặt thì Phật thắng. Phật thì không có chạy, nhưng mà mình học Phật, cái tâm mình á hướng đến Phật mạnh thì mình thắng. Còn mình hướng với tham sân si mạnh thì mình đi theo tham sân si. Quý vị chọn đi, tùy quý vị thôi. Nếu tham á thì chúng ta đi vào loài ngạ quỷ. Nếu quý vị thích làm quỷ thì quý vị cứ tham cho mạnh. Nếu quý vị muốn đi xuống dưới địa ngục chơi thì quý vị săn hẳn cho mạnh. Còn quý vị muốn đi vào súc sanh chơi thì quý vị ngu si cho mạnh. Còn nếu quý vị muốn đi về cực lạc thì quý vị niệm Phật cho mạnh. Đúng không? Đó, niệm Phật cho mạnh thôi. Nên quý vị à, Phật pháp nó có cái sự lý giải xác thực. Người ta khuyên mình này kia, mình không phải chối bỏ cái tâm người ta, nhưng mình phải lý giải để cho nhiều người hiểu hơn nữa. Đó, như Đức nói vậy cho vị nghe đó, rất là thoải mái. Nhưng mà mỗi cái người ta nhắc nhở mình đều có cái hay. Mình tự hạ cánh một chút. Những cái gì mình quá hô hà thì mình hạ lại một chút đi. Nói ti ti rằng là ví dụ như mình quá quý thầy, nhưng mà mình cũng hạ cánh một chút. Mình đừng có làm quá. Mình làm quá giết á, coi chừng ta đá mình. Hiểu chưa? Làm quá là không có được. Vừa vừa thôi. À, lâu lâu đưa hình đồ vui cái thôi, chứ đừng có làm hoài. Làm hoài có nhiều người ta càng bực bội mình thêm. Và thật sự người ta bực bội cũng tội nghiệp người ta. Nên từ nơi đó mà mình cũng tội nghiệp người ta. Nên mình cũng hạ cánh nhẹ nhẹ một chút. Miễn sao thầy trò mình hiểu được rồi. Ừ. Vậy là quá được rồi quý vị. Chứ những Đức thì không có cấm cản quý vị gì chứ nha. À, theo những Đức thấy thì mình đâu có làm gì mà sai phạm chứ với xã hội đất nước gì đâu. Mình làm cho vui vậy thôi mà cái gì đâu. Nên chứ một nữa, ngồi cái giờ này mà không vui nghe pháp không có được. Thông cảm đi. Mấy cái người mà quý vị có đủ bản lãnh mà định trong mọi mặt thì quý vị ngồi đâu thì cũng định. Còn ở đây người ta không có định. Không, ở đây nó ngủ, phải cho nó động một chút để nó thức. Chứ bây giờ từ ở nhà chạy xe tới đây cũng tốn xăng. Rồi có nhiều người thì mua vé xe, bỏ công ăn việc làm, có khi đi mà còn mấy ngày phải tính toán rồi lo chuyện ở nhà. Rồi tối có nói chuyện với chồng nữa, rồi cũng xã giao này kia. Rồi xong nó mới cho đi. Vậy mà đi đến đây mà ngồi ngủ thì ý nghĩa gì? Mà từ vui mới bảo có được đi đến đây. Nó có khi mà nhiều bà tối cũng gặp chồng nói chuyện dữ lắm á. Rồi khen anh yêu. À, anh mà cho em đi chùa là anh là số 1. Em yêu anh nhiều nhất. À, thấy chưa? Nói đủ chuyện hết trơn à, mà đi đi. À, này kia đồ nói chuyện dữ lắm, có nhiều bà cũng bằng vậy đó. À, rồi giặt đồ ủi đồ được cho ổng mấy ngày lễ. Đàng hoàng sắp xếp đồ này kia rồi chuẩn bị dầu thơm. Rồi này kia tùm lum. Rồi nấu ăn có khi nấu trước nữa để mấy món đồ ăn cho ổng nhà ổng ăn nữa chứ. Nó tính đủ chuyện hết trơn á, rồi hôm nay ổng mới cho đi. Mà đi đến đây mà ngồi ngủ thì giờ đi đây làm gì? Cái coi đúng không? Mà gặp mà đi đến đây mà ông thầy nói chuyện nhỏ nhẹ là ngủ á.
nói nhỏ nhẹ mà ru là ngủ. Thấy không, mình ru là ngủ chứ không phải giỡn đâu. Nhưng mà ngủ thì không có nghe, mà không có nghe thì không lợi ích, đúng không? À. Thấy chưa? À. Nên có cái ông đó, ông nói: thầy ơi, thầy giảng pháp thì rất là hay, nhưng thầy cười vừa vừa thôi. Thấy mệt, thấy ghê. Thấy không? Bây giờ là tôi cười vừa vừa là tôi bị ép hơn. Tôi bị ép hơi đó chứ, hiểu không? Bây giờ tôi cười làm sao cho nó bốc hơi lên. Bây giờ quý vị coi cái bụng nó to quá mà kêu cười mình ép hơi lên nó nổ bụng chết mồ luôn. Thôi thông cảm, để cho tôi cười cho nó hết ga. Đã cười thì cười cho nó hết ga, còn khóc thì gốc khóc cho nó hết ga đi. Ví dụ như quý vị buồn cái gì thà bị khóc một phát một đi rồi bị nín, chứ quý vị đừng có ngồi đó bị khóc từ từ đu đai. Thì khóc tên rô đai từ từ ai chịu nổi. Nhưng Đức hỏi vì nè, thà với bị buồn bị khóc bị kiếp chỗ nào bị ngồi bị khóc một phát đi, khóc cho nó sạch nước mắt đi, khóc xong bị còn có còn miếng nước mắt nào không, bị còn không, rồi bị tưởng tượng đến cái đoạn mà khổ đau xa cách đó, khóc tiếp tục nữa, khóc cho nó sạch nước mắt luôn. Quý vị hỏi nước mắt còn không? Còn hả? Tiếp tục mình nghĩ tới cái chuyện khổ đau đó, khóc nữa, khóc cho sạch nước mắt luôn, xong mình lau mặt lau mày rửa mặt mày xong hết chân mình về, mình nghĩ khóc. Chứ ai kêu quý vị ngồi đó thì có làm gì hoài, ai chịu nổi, đúng không? Khóc thì cũng khóc cho nó tới bờ tới bến luôn, con cư thì cũng cười cho tới bến tới bờ. Thấy chưa? Ừ, cười thì quay ha ha lên chứ. Hỏi giờ những đứa cười sao chú có thể bình luận, thì ông nói là thầy cười dữ quá, cười gì đâu mà răng đồ đưa ra hết. Nói trời ơi, tôi hô mà, tôi có nói tôi gì đâu, tôi xưa giờ tôi nói tôi hô mà, người ta đã nói là người ta mô mà, thấy không? Đã là hô mà bây giờ cười mà không đưa răng ra sao được thưa quý vị. Không có một cái lực pháp nào nói rằng hô không được cừ thả ghe, nên tôi có quyền cừ thả ghe, có gì đâu quý vị. Ai cũng có quyền được cười hết trơn á, dù có gắn hay không có gắn gì cũng có quyền cừ. Quý vị coi cừ mà cũng kêu cừ từ từ, nói cừ từ từ chứ ạ. Nên là cừ từ từ nó có cái quan nghi, nên là tôi không có quan nghi, thôi để cho tôi cừ thả ghe đi, nghe chưa? Cừ mà cũng bắt bẻ nữa, mai mốt tôi khóc chứ cũng bắt bẻ nữa quá, hiểu không? Để cho người ta cười đi, cười thoải mái đi, bộ mình cười không được mình tức sao? À! Ngộ thấy ghê vậy các chị, thì thấy trong cuộc đời này cái gì cũng có thể nói được quý vị. À, cười mà nói cười chi mà cười dữ vậy? Nghe pháp mà làm gì cười dữ vậy? Thì cái bạn nghe pháp mới bảo cười, cái bạn mới đi đến đây nghe pháp. Chứ bây giờ nhà Đức nói bây giờ từng nào mấy cô lại đây nghe pháp mà bà nào nghe xong mà mặt cũng nãy vô nghe pháp thì bà đầu nãy chảy tóc ngon lành luôn, mặt mày có nhiều bà tha son nữa. Nghe pháp mà có nhiều người nói thầy dặn Phật tử đi là chùa đừng tha son. Cái chuyện tha son là chuyện của họ chứ. Thầy ơi, thầy có nhiều người đi đến chùa, thầy đừng có cho xịt dầu thơm đấy. Xịt dầu thơm có chuyện của người ta, lắng nhá. Còn mình không có dầu thơm xịt mình tức. Người ta muốn tha son, người ta muốn ăn diện gì kệ, người ta tu hành là ngay cái tâm thôi. Còn người ta đi chùa thì coi đẹp đẹp một chút thì người ta mới đi chùa. Đi chùa vô chùa mà tóc tai bùm xùm hết trơn này, rồi không tắm không giặt đồ gì hết trơn, buông xả kiểu đó chắc thôi không ai dám đi chùa. Kể người ta đi chùa, người ta đánh kem, người ta son, người ta trang điểm sao chuyện của người ta, miễn người ta vô chùa người ta nghe pháp, người ta niệm Phật là được rồi, thấy không? Ta xịt dầu thơm gì kể người ta, hiểu không? Nó, chắc họ chấp nặng vào cái việc mà bác quan trai giới. Quý vị khi đi tu bác quan trai giới này, thì cái đó thì mỗi nơi có cái quy tắc của người ta vô bác quan trai giới thì người ta thấy quy tắc đó.
Còn cái này là người ta đang tu phổ thông. Phổ thông không? Quý vị coi bác Văn Chay giới bao nhiêu người tu. Còn phổ thông quý vị coi bao nhiêu người tu. Phổ thông thì đông người, mà đã là đông người thì đông tính. Đông tính thì chúng ta cho phổ thông. Thì từ nơi đó Phật tử vậy người ta mới về chùa, người ta tu, người ta cảm thấy một ngày an lạc. Còn bác Văn Chay giới là quý vị khuôn khép quý vị vào một cái quy tắc, để quý vị thấy được cái quy tắc của giới luật như thế nào. Trong những ngày quý vị ở trong đó tu, quý vị không tha son, không đánh kem, không nhiều thôi, không xịt dầu thơm. Đó, thì cái đó là thí dụ như mình giống như giữ thân mình thanh tịnh hoàn toàn, không có cái việc mà ăn diện cái này cái lèo lẹt ở trong cái giới luật của Phật. Biết vì sao? Vì cái giới luật của Phật là đẹp nhất, không có cái vẻ đẹp nào mà so sánh với cái giới luật của Phật. Nên đối với cái giới luật của Phật ta lép hoàn toàn, nên không có muốn ăn diện gì trước cái giới luật của Phật. Muốn đem cái thân tâm của mình để mà trì những cái giới của Phật đưa ra, đó là người ta nghĩ tâm cung kính. Thấy không? Đó, phải nhớ nghe. Còn cái này là phổ thông. Phổ thông là có nghĩa là mỗi người đều ngồi đấy tu được. Nên ai có kem thì đánh kem, ai có phấn thì đánh phấn, ai có dầu thơm thì xịt dầu thơm, ai không có thì thôi. Ai kẹp tóc kiểu nào thì kệ người ta, ai uống tóc gì thì kệ người ta, ai mang kiến thì kệ người ta, ai không mang kiến thì thôi. Ai mang dép lào, ai muốn mang vú cao gì chuyện của người ta, miễn làm sao người ta vô người ta ngồi nghe pháp đàng hoàng. Được rồi, đúng quý vị. Còn bây giờ nói đi đến chùa mà diện gì tội, tội gì người ta nghĩ đi đến chùa. Người ta ở nhà người ta còn tội ác hơn. Nên Phật đâu có bắt buộc mà hoặc là Phật khó khăn với Phật tử như vậy đâu. Phật từ bi, thấy cái chúng sanh nào bước đến chùa là Phật đã thấy thương rồi. Tại vì sao? Vì thấy nó quay đầu giác ngộ hướng về Tam Bảo. Thì cho nó cơ hội từ từ để sửa đổi lỗi lầm. Nó chứ bây giờ mà mình mà khó quá người ta không dám đi đến chùa. Mà quý vị biết rằng lúc trước ở bên Hộ Pháp chưa nào cũng có khoảng 15 đứa gái nó bận riết ngắn ngủ nó vô nó lễ Phật chứ gì chứ á. Tại vì nó làm công ty đồng phục, bây giờ kêu nó đi thay đồ thì có thời gian đâu, nó rảnh một chút nó qua lễ Phật một chút vậy đó. Nó gặp những đức nó dạ thưa thầy, chúng con bận đồng phục rất là ngắn nên đi qua đây lễ Phật, xin hỏi thầy qua đây lễ được không? Vì nó được sao không được, lễ Phật là việc của cô, chứ cái chuyện của Phật thì tâm thanh tịnh Phật có nghĩ gì đâu, chỉ có những đức nhìn chơi một chút thôi. Cái là chuyện này chỉ của những đức, ai mượn cô bận đồ ngắn thì những đức nhìn chơi, chứ giờ có mắt không nhìn làm gì. Không nhìn mà tâm nghĩ cũng vậy thôi, thà nhìn đại phước cho rồi xong buông xuống. Cô chấp nhận điều này không? Nói con chấp nhận cách nói của thầy á nghe, mà thật sự với thầy con bận đồ con cũng thích nên nhìn nữa thầy ơi. Mà nhất là tu mà còn nhìn con có nghĩa là con bận đồ đẹp đúng không thầy? Đúng, đồ đẹp thiệt, hiểu không? Được vậy cô vô cái lễ Phật bình thường, bà lễ nguyên cái vàng nó lễ đâu cả tháng tu tập, ngày nào cũng vô lễ Phật một chút đi gì, gánh chút vô lễ Phật đi gì, nghe không? Bữa đó gặp một bà già trong chùa hết thờ, bởi vì kinh khủng không, bà già trong chùa bà bước ra bà nói mấy đứa bay là quỷ yêu nhìn về anh phá đường tăng. Bà già bà chửi cho ăn chập, từ đó về sau nghỉ đi chùa luôn. Thấy tội lỗi chưa? Nó qua nó lễ Phật còn ngon hơn là nó không qua luôn, đoạn duyên chúng sanh luôn, thì thấy chưa? Nên tại sao mà chùa mình ta đi đến đông? Vì những đức tùy theo căn cơ mà những đức hướng dẫn, hiểu từ từ thì tự làm theo cái lời dạy của mình, mở tâm lượng ra. Này thấy không? Tại sao mà những đức càng tu càng vui quý vị? Vì những đức đâu có buộc ai đâu mà những đức nặng nề, tự bản thân những đức khéo léo với bản thân những đức, tự điều chỉnh cái tâm mình đi. Đừng tối ngày đi nhìn cái tâm người ta, đi buộc người ta mà bản thân mình quên mình. Con ngựa trong tâm mình nó nhảy tăng 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 tối ngày, mà mình đi kiếm con ngựa của người ta để mình buộc không à. Dại quá. Con khỉ trong tâm mình nó có nhảy lang thang qua cành này qua cành nọ,
tuổi thân con khỉ ở lùm, chuyền qua chuyền lỡ té ùm xuống sông. Chưa thấy không? Nó mình tự buộc con khỉ trong tâm mình, con ngựa trong tâm mình lại đi. Nà, mình tối ngày mình đi kiếm con ngựa con khỉ của người ta mà mình buộc chi? Rồi bản thân mình tự tạo ra cái phiền tối cho lương tâm của mình. Nên hồi xưa bản thân những đức cũng chịu cái khổ đau này. Tối ngày những đức đi tìm kiếm ở trong chùa quản chúng ngày xưa trên kia là đi kìa tìm kiếm tối ngày, la lối sân si, cuối cùng mặt ốm nhơm nhá, còn 49 kia nhìn cái mặt không thấy cái mặt, thấy cái mỏ không, mặt thì mặt xương mà bây giờ còn 49 kg thì có thịt cái mặt đâu, cuối cùng cái mỏ bự ra 100% cái vị đa bằng cái người mà hô mà ốm lại là cái mỏ càng bự, tại vì cái mỏ của mình á, cái miệng của mình nó là nằm, cái miệng của mình là cái cố định của nó, là nó nằm theo cái dành của nó là cố định. Còn mặt của mình thì thịt nhiều thịt ít thì nó thịt nhiều thì nó phù lên tròn, còn thịt ít thì nó ốp lại, nhưng mà cái mỏ mình vẫn giữ yên nguyên. Vì coi nếu bây giờ bị ốp ốp thì bây giờ cái mỏ nó yên nguyên, mà nhìn cái mỏ không thấy cái mặt, còn con mắt thì yên nguyên. Nó ốm rồi nó không có thịt thì mắt bự ra, lỗ mũi yên nguyên. Nếu như lỗ mũi mình nó bự gì là xương chậu lỗ mũi nó bự, mà bây giờ nó không có thịt thì mũi vẫn bự, mũi với mắt với miệng bự nhưng mặt không có thịt. Bị nhìn cái này dị hợm không? Quá dị hợm luôn, nhìn giống như là người ngoài hành tinh. Nó mà hồi xưa trên đó nhà đức ưa bạn đồ nâu lắm, đồ nâu nâu hết luôn, đen thui, mặt đen, môi đen nữa, mà ngày xưa môi đen hơn bây giờ. Nhưng có nhiều người gặp như đức hỏi: ủa thà, chú sao chú đi tu mà môi chú đen cái gì? Nhưng đức nói xăm môi. Nên thì bị biết rằng là nó kỳ cục dữ lắm đó. Nó thấy chưa, sân si câu có đi nhìn ngó người này người kia, viết một cái mặt kỳ cục hơn cái gì. Bây giờ bị coi hình ảnh nha đức chụp, bị thấy bôi nào bị thấy cũng mắc cười. Những đức phải mắc cười vì vui những đức mới chụp được những tấm hình vậy. Những cái tấm hình này ai mà nhìn thấy cũng mắc cười, thấy không? Chứ ngày xưa đâu có chụp được mấy tấm hình này, nó kỳ lắm, nó xấu lắm. Nó thiệt chứ, mà nói nghe nó thiệt với mấy cô chứ, xấu đến mức mà thật sự không có ai dám chiếm giải xấu. Mình đứng giải nhất quanh năm, tu với bà nội xấu đến mức mà mình đứng giải nhất quanh năm. Có nghĩa là tất cả người trong chùa 300 chú nghe những đức xấu nhất, giống như đứng đầu bảng xấu. Chưa bao giờ được đứng hàng thứ hai, thứ nhất không. Thì quý vị cỡ nào chưa sân si mà ra. Nên tôi báo cáo cho những người sân si, những người mà tối ngày đi nhìn lỗi cái này người kia, bây giờ quý vị sẽ thấy quý vị xấu, sẽ xấu vô duyên vô dụng. Ý gái tôi ngày xưa luôn, xấu gì đâu mà được xấu giả man, hay chưa? Cẩn thận nghe. Nên nói cho mấy cô biết, mấy cô muốn đẹp thì mấy cô quan hỷ thì mấy cô đẹp dữ lắm. Thường vui thì quan hỷ thì đẹp, mà thêm nữa là sống thọ sống vui. Chứ nếu như mà mấy cô buồn dặn hẳn trách, mấy cô giết mấy cô như con khỉ khô 100% với mấy bà nào mà ghen nhiều là bà này xấu. Ăn không ngon ngủ quyên mà kêu đẹp sao đẹp được. Ai mà mấy bà ghen chi, mấy bà phá hoại cái nhan sắc của mấy bà. Mấy bà ghen là mấy bà đang phá hoại cái nhan sắc của mấy bà. Mà mấy bà biết vì sao chồng mấy bà mà nó đi kiếm con nhỏ khác không? Là do mấy bà xấu. Mấy bà xấu. Mà khi mấy bà đã xấu rồi thì mấy bà thường nói chuyện thô. Nó lạ mấy bà để ý đi, khi bị xấu lại bị nói chuyện thô. Tại vì sao? Mình nhìn cái mặt mình còn thấy gớm, mình tức, nên cuối cùng mình thô luôn, mình thô luôn. Còn nếu như mấy bà mà đẹp là mấy bà nói chuyện dịu dàng liền, tại vì mình nhìn mình mà mình còn mê mình mà. Bây giờ công nhận, bây giờ tất cả các cô mà mấy cô khi mà nhìn vô gương mấy cô thấy, mấy cô coi được là mấy cô thấy như này.
À, sao mấy cô phải nói đàng không? Mấy cô cho nói à mặt có được mà đâu có sao đâu. Mặt có được mà, mũi cũng cao. À, má tròn. Được. Không đến nỗi tệ. Từ nơi đó không có lo gì chồng bỏ hết chứ. À, thấy chưa là thấy yên tâm. Còn gặp mà mình nhìn vô mình nói bởi vì mặt này chồng bỏ phải. Mặt này chồng thế nào cũng bỏ. Nó đi cả ngày đây nó chưa về nữa trời ơi. Nhìn cái mặt này là biết nó bỏ rồi. Nó đi cả ngày để chắc kiếm con nào. Bắt đầu nổi máu ghen. Tại vì mình mắc sự tự tin vì mình quá nên mình mới đi ghen. Chứ nếu như mình có sự tự tin vì mình không có ghen. Chứ mình tin là mình nói chuyện thu hút. Mình tin là mình nói chuyện ngọt ngào chồng thương. Mình tin là cái bộ mặt của mình chồng có thể còn thương được. Đó, mình có nhiều cái tự tin vậy thì mình sẽ luôn luôn nó không buồn. Còn nếu như mình nhìn mình mà còn nhìn mình còn thấy gớp thì ai mà thương mình nổi. Nên báo tin cho mấy cái người ghen. Mấy cái bà mà ghen ở trong cái cuộc đời này, mấy bà đang tàn phá cái dung nhan của mấy bà. Bởi vì tôi nói những cái câu này cho nó nặng căng chút. Tàn phá dung nhan mấy bà. Cha mẹ cho cái thằng nuôi khôn lớn, vì mà mấy bà ghen tuông để tàn phá cái dung nhan. Phải không? Phải ghen là tàn phá dung nhan không? Mà ghen xong rồi chữ tầm bậy nữa. Suy nghĩ tào lao. Chữ tầm bậy, chữ chồng và chữ luôn con. Chữ tứ tung lăng tan, chữ cha mẹ người ta luôn. Thấy chưa? Thì chỉ có một cái ghen thôi. Mà ghen nó ghê lắm. Phụ nữ mà ghen rồi, nó nổi máu ghen rồi, nó ghê lắm, nó phải đơn giản. Mấy vị nhớ câu chuyện ngày xưa như Đức kể chưa? Ghê quá. Bởi vì mấy cái ông này cẩn thận. Lấy nhầm bà vợ mà nó ghen tuông rồi, mấy ông cẩn thận coi chừng. Chàng ô ông này, vợ ông ghen ổng. Bởi vì đàn bà ghê thiệt chứ. Bà quá ghen rồi. Cuối cùng ông này đang nằm ngủ, bà chơi một cái cục, bà cầm bà liền xuống dưới hầm. Kinh chưa, câu chuyện đưa lên báo luôn quý vị ơi. Ghê quá quý vị ơi, là quý vị. Mấy bà chơi gì mà chơi ác. Hiểu không? Không phải của mình thì lại để của người ta. Ghê chưa mấy ông, thấy chưa mấy bạn? Không phải đơn giản hết chưa. Bởi vì người xưa ta nói là ớt nào mà ớt chẳng cay, mà gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Thấy chưa? Nó không có ai mà chia sẻ tình cảm với ai được đâu quý vị. Nên từ nơi đó mà đụng là nó ghen. Ghen ghê lắm. Bởi vì cẩn thận nha. Kiểu như mà mình đi đâu mà nó ghen gặp á. Mà bởi vì mình mà phụ nữ mình nói chuyện với chồng người ta, mình nói chuyện cẩn thận. Đừng có đứng mình lả lơ, mình nói chuyện mình vỗ vai chồng người ta. Có khi không có chuyện gì mà vợ nó đã canh sẵn rồi, nó bưng tô nước xiết sẵn. Cuối cùng bản thân mình với chồng người ta đâu có gì đâu. Cuối cùng vẫn giỡn nói chuyện, bắt tay vỗ vai ăn cái thôi. Vậy mà cuối cùng nó bưng nước xiết, nó tạt mình cái rồi xong luôn. Chung du diệm luôn. Thấy chưa? Tàn phai hương sắc. Hiểu không? Nó bây giờ những điều chia sẻ này mấy cô nhớ. Khuyên tất cả những người phụ nữ nên giữ cái nhan sắc của mình bằng cách là vui vẻ. Nghe không? Nào, cái nào mà đã là của mình thì chạy chờ cũng không khỏi mình tay mình đâu. Cái nào mà đã không phải của mình, dù mình có buộc ràng đi chăng nữa, tôi cũng chạy mất tiêu. Đó. Mà kỳ lạ, càng buộc ràng nữa nó càng chạy. À, càng buộc ràng nó càng chạy. Mà mình cũng đừng quá lơ là. Lơ là thì người ta lại đánh giá mình là hết thương người ta là sao. Nhưng mà thương phải có sự tin tưởng, mà tin tưởng thì cũng phải có sự nhắc nhở. Chứ đừng nên quá buộc ràng. Mình đừng có dùng cái cách buộc ràng để giữ người. Giữ người bằng cách buộc ràng người ta sẽ chạy được rồi là người ta hay không dám quay đầu lại. Nó sợ lắm. Nó sợ quá. Nên từ mình thương người ta cũng thương vừa vừa, đừng có thương quá. Thương quá cũng sợ nữa. Thương quá nó cũng sợ nữa quý vị. Nó có cái ông chồng này ông thương vợ mà vợ ông sợ. Ông thương không tưởng tượng được. Ẩm ba đi tắm không. Thương đến mức này quá đáng quý vị. Còn ăn cơm là ổng đút cho bà ăn. Khi mà bà mang dép là ổng tháo dép ra. Rồi ổng lấy khăn lau chân cho bà. Giết rồi bà sợ. Bà đến bà gặp Nhân Đức, bà nói rằng thật sự chồng con thương con giết mà. Con thấy con giống như là một con người bại liệt vậy. Quý vị thấy chưa? Thương mà giống như bại liệt vậy đó. Tại vì sao?
chân cẳng mà cũng lao. Bà nói thầy chân con lao được, con đi tắm để kệ con đi tắm. Bây giờ ổng mà người con mà dơ, ổng lao mình cho con như con bé vậy đó. Thôi từ từ thì con thấy ớn quá thầy ơi. Nó nói thương quá mà cũng sợ nữa hả. Mình tìm hiểu mình hỏi, tôi thương quá cũng sợ nữa à, sợ lắm. Thương vừa vừa thôi, thương gì mà thương ghê gớm quá. Thấy chưa, thương mà cũng bị thành ghê gớm. Nói vì thấy thương quá nó thành độc, vì thấy chưa. Nên từ nó đó thương nó phải đúng nơi đúng chỗ. Nó thương làm sao mà nó cảm giác mà thấy nó đúng chỗ đúng nơi rồi nó thích. Chứ ngoài ra mà mình thương quá đáng, người ta sợ á, thành bó buộc. Nó bó buộc quá, con người ta bị bó buộc hoài giết sao chịu nổi quý vị. Con người cũng có những lúc người ta cũng phải có hoàn cảnh của người ta chứ. Chứ lúc nào mà nói tình thương mà lúc nào cũng là cứ bên nhau hoài rồi con người sao làm việc được gì đấy. Rồi bây giờ mình nhìn ai cũng không được. Nó có nhiều bà ghen ác nhân ác đức lắm. Bà ghen đến mức mà chàng là chàng chỉ cần chồng mà nhìn ai một cái bà nói tao móc mắt bây giờ. Ghen đến mức vậy đó quý vị ơi. Ghen chỗ này là sợ lắm, đáng sợ. Nó nên báo tin cho những con người mà ghen này thế nào cũng mất chồng. Ghen kiểu này là mất chồng chắc chắn. Nên không có một phương pháp nào hay bằng phương pháp đó. Mình sống vui, sống tốt, sống thiện. Mình sống mình nghĩ đến người ta, nghĩ đến cha mẹ người ta. Đây là cái bảo vệ hạnh phúc có đạo đức. Chứ đừng bao giờ bảo vệ cái thân mà bản thân mình được hưởng rồi sợ mắc cái đó. Cái đó là mình bảo vệ không có phước. Nên mình mắc cái duyên, mắc cái hạnh phúc. Nhớ kỹ nghe, bảo vệ hạnh phúc bằng cách là có đạo đức á. Thương chồng biết thương cha mẹ chồng, thương vợ biết thương cha mẹ vợ. Hai bên biết tôn trọng lẫn nhau, biết lắng nghe nhau. Đó mới là một cái tình thương đi đến hạnh phúc. Tình thương đó mới đi đến hạnh phúc đó quý vị. Quý vị thấy cái bài học hôm nay không? Phương pháp sống thọ sống vui. Thấy nó đi vào cái bài giảng á. Hồi nãy giờ quý vị sống vui ha, nó vui nãy giờ. Đó. Nó giảng pháp cũng nhờ có mấy cô. Lâu mấy bà la là mình cũng tỉnh. Giảng mình không đơn giản. Giảng hai bài lượt. Bài câu ai bạc niệm đến cùng giảng xong. Bài quyết chí giảng có nhiều bữa. Buồn ngủ. Vì mới nấu ăn xong mệt. Thời tiết này nóng quý vị biết, cái vô bếp mà như hôm qua chủ nhật á, chiên 50 kg sườn. Hồi bữa chiên xong á, là 8 giờ chiên thêm chập nó mới hết. 50 kg sườn nhiều lắm quý vị ơi, xé cả một đống luôn. Tổng cộng là 22 thao. 22 thao bự vậy nè. Rồi gom vô hết luôn thành 3 cái thao chà bá vậy nè. Bự vậy đó. Mà chiên đứng chiên chút thì chiên hoài vậy đó. Nó đứng chiên từ 3 giờ rưỡi mà chiên cho tới 6 giờ. Đứng hoài trong lửa. Nóng với khờ. Nóng xong mặt khờ quý vị, mặt khờ kỳ cục lắm. Khờ. Mỗi ngày nói chuyện dương 6 vậy. Chiên sườn xong không nói câu ra. Lên niệm Phật niệm đâu có nổi đâu, lên niệm Phật. Mỗi bữa thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bữa nay mệt. Nam. Đâu còn hơi niệm. Niệm khóc. Khóc. Hả? Hả? Khổ thế kìa. Mệt quá. Không tắm gì luôn. Sao tắm tới giờ 6 giờ cho sao tắm kịp. Mình mẩy sườn thôi kinh khủng. Cái dầu nó không đơn giản. Cái dầu bây giờ quá chắc gì không biết. Với sườn chiên xong là mình mẩy nó hôi không tưởng tượng được. Không có dùng nước hoa gì mà bán được. Cái tay mà bóc sườn thôi mà nó mùi nó không tưởng tượng được. Cho gì biết. Nó hôi á. Mà đứng đó mà chiên khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ không đơn giản. Nó nóng thiệt là nóng gì. Nóng là mình muốn cởi áo ra luôn. Nó nóng đến mức vậy đó. Đứng đó chiên xong khờ. Mặt khờ. Không nói chuyện gì nổi luôn. Xong lên niệm Phật. Chúng ai cũng hết hồn. Sao đây kỳ cục cái chuyện. Sao này niệm này kỳ cục. Nó sẽ mệt. Thấy chưa. Niệm mặt khờ quý vị. Nó vậy mà cố gắng. Nó niệm Phật xong. Ăn cơm xong chạy qua thăm mấy bà già.
thăm mấy bà già xong nó làm cho mình tỉnh là quý vị ơi. Đi thăm người ta, mình mệt mà phải đi thăm người ta, mình đi chọc người ta cười để mình mau tăng tăng cái năng lượng lên quý vị, khỏe lại. Thấy không? Nó vừa bước vô gặp bà cụ già, bà cụ có nói một câu nè. Thầy, nói cái gì à? Tôi mệt tôi nghe. Gì? Này. Thầy lấy áo tôi bắn. Trời ơi. Đúng là thăm mấy bà già là mấy bà chọc mình cười, bắt cười đi kia. Nói gì tôi lấy áo hồi nào? Áo tôi bận lấy áo mà tôi bận vừa. Không, thầy lấy áo tôi bận hôm qua tôi tắm. Thầy thò tay vô. Thầy lấy áo của tôi. 100% lấy xong leo xe đạp chạy cái vô. Mấy cô ơi, thầy lấy áo của tôi, thầy Đức cũng lấy áo tôi không bạn. Kêu trả áo cho tôi. Nhưng Đức nói tôi lấy áo bà rồi sao? Khỏi trả áo luôn rồi sao được không? Mày không trả áo tao, tao giọng mày đó. Có giỡn mà quý vị. Có giỡn mà. Xong mình nói mày ngó giọng tao đi. Cái mỏ tao nhọn chẳng mày giọng mà đừng có nhọn được. Đúng là xong hết trơn mà quý vị ơi. Về nói chuyện rầm rầm cho bà tử nghe cừ nữa. Đúng là rõ ràng cái mệt của những đức á, mà dùng cái cách vui nó hết mệt quý vị ơi. Ừ, dùng cái cách vui nó hết mệt. Còn gặp mà mình nằm mà giống như nằm giặt nằm dựa là nó mệt nghe. Đó, đây là kinh nghiệm 100% luôn. Nên khi mình mệt mình phải quạt bát lên, mình phải cười. Ờ, nó ủa sao mệt sao cười nổi. Ừ, nhưng mà phải làm sao á, làm sao cho bị tăng lên, bị cười vui lên nó hết mệt. Cái này là 100% luôn. Đây là chính bản thân những đức mà. Xong rồi tiếp tục ngồi tiếp Phật tử luôn, thêm tiếng nữa. À, xong về tắm giảng pháp luôn. Giảng pháp bài giảng quyết chí ngủ luôn. Chèn con nó vô định luôn quý vị. Ngồi vừa giảng ngủ luôn. À, đang giảng cái câu đó quên luôn. Đúng là ghê thiệt chứ. Quên xong tiếp tục giảng luôn. Làm viên cắt. Chứ sao không giảng quên. Tự nhiên vừa giảng cái đoạn giảng sanh, phải quyết tâm giảng sanh thì cực lạc, cái tự nhiên nói chùa bây giờ đang xây dựng. Nó gáp không có vô quý vị. Nó gáp không có đúng á. Mình giấc mình nó chết mồ ngủ quên. Đang giảng đi nhắm mắt làm nè. Là giảng lộ một câu liền. Kinh khủng chưa. Nó mỏi quý vị. Nó mỏi quá. Ờ à, vậy thấy chưa. Vậy đó mà năng lượng con người nó mau hồi phục ghê. Đúng là câu bạc hiệu này hay thiệt. Hiệu quá hay. Nên những đức nói cho mấy người ung thư bệnh này bệnh kia mà bác sĩ chạy bị niệm Phật đi. Niệm Phật ăn chay phóng sanh, đừng sợ chết. Đây là một cái cách trị bệnh hay nhất. Cái bệnh quá hay luôn. Nhớ nghe. À, nên quý vị nhớ là chỉ cần hành động sống vui vẻ an lạc tự tại là có ngày mai. Chắc chắn bị có ngày mai liền. Có cái anh này anh hỏi như Đức bây giờ con muốn làm ăn phát đạt phải làm sao? Đức nói cười. Anh mà vui vẻ, anh mà tâm trạng an lạc thoải mái, những Đức nó bảo đảm anh làm ăn phát đạt liền. Còn anh mà đang phát đạt mà anh rầu rĩ buồn, những Đức nói thế nào anh cũng sạt nghiệp. Tại sao rầu rĩ buồn là sao mà lên nổi quý vị? Bây giờ quý vị xin việc làm thì mày mang cái mặt đến. Anh tôi muốn làm việc à, đi chỗ khác mày. Tao thấy nhìn cái mặt mày là tao thấy làm ăn mà. Tao cho mày vô đây làm là thế nào công ty này cũng ảnh hưởng. Thấy chưa? Người ta nhìn mình vui vẻ, người ta nhìn là ta kết quý vị ơi. À, nhìn là kết liền nha. Bây giờ đơn giản là bây giờ mỗi tuần quý vị đi về chùa này mà quý vị thấy những đức mà lúc nào đi đây cũng buồn thì quý vị lại đến không? Đúng rồi, đến làm chi? Không có đến đâu quý vị à. Nếu lúc nào những đức cũng buồn thì đâu có đến đây. Vậy thì những đức nói quý vị nghe, quý vị mà buồn chồng quý vị nó cũng không đến quý vị nữa. Quý vị mà buồn rồi quý vị mà gặp nó là quý vị nói này nói kia khó khăn gây gắt nha. Tạo áp lực cho người ta đi làm gì vừa gì chưa gì hết trơn là quý vị nói áp lực cho người ta.
cái kiểu mà đi làm vui vẻ cái nói là đóng tiền học cho con, rồi tiền điện, tiền này, tiền kia, đừng có nói, để nó tắm xong đi, rồi nó ăn cơm no đi, rồi lúc đó nó nằm trên võng chơi mát mẻ đi, rồi lúc đó hả nói. Nói thì cũng nói nhưng mà phải nói đúng chỗ. Vừa làm mệt về, chưa lột cái nón bảo hiểm xuống, đưa ra là tiền học, tiền trường, nó nạt mình là phải rồi. Nên mình khi mà hỏi tiền người ta, mình cũng phải nhìn người ta nữa, mình coi cái cảm giác lúc đó người ta làm sao. Chứ người ta đang trả tiền mà đang gây gắt mình lại, anh cho tôi mượn tiền, mày mượn hả? Nó không cho mình mượn mà nó còn chửi mình nữa, có được gì đâu quý vị. Nên cái lối sống của Phật Pháp dạy hay dữ lắm. Nên thí dụ như bây giờ mà hòa thượng mà trả tiền mà xây dựng đi, thường là cái gì? Chủ nhật, thứ bảy trả tiền đúng không? Thứ bảy trả tiền xây dựng, thứ bảy trả tiền xây dựng thì chủ nhật vẫn còn cái âm hưởng trả tiền xây dựng, phải tính tiền. Thứ hai, thứ ba muốn hỏi gì hỏi. Thứ ba là lúc đó tâm nó hồi phục lại. Chứ không có chuyện giỡn đâu, thứ bảy đừng có đi tìm. Thứ bảy muốn tìm thì tìm, nhưng mà tìm thì cúng dường thì được. Cái bữa đó trả tiền xây dựng thì cúng dường thì gặp được. À con, được ngoan đó con. Hôm nay thầy đang trả tiền xây dựng nhiều quá, con đưa tiền phụ thầy đúng rồi đó con. Còn bữa đó đến mà nói dạ hòa thượng ơi, cho con tiền xin mua bao phân này. Văn phân cả mày. Hay chưa, không được mà còn bị la. Nên mình hỏi tiền người ta phải nhìn sắc mặt người ta, thấy không? Nó, mình đi lợn nhà ai mà định mượn tiền mà nó nói là gà vịt chết mà đừng có mượn. Chưa mượn cái gì, nó nói gà vịt chết rồi mượn cái gì. Mình mắc câu nói thêm nữa, không được cái gì mà mắc công thêm. Thôi khỏi, khỏi nói gì chứ. Ta thấy không có mượn được rồi hỏi làm chi. Nên mình đừng có miễn cưỡng, đừng có hên xui. Mình biết chắc chắn là không được rồi, đừng có mượn. Đừng có hỏi làm chi mắc công lắm. Vừa đến chuẩn bị mượn tiền hay gì mà nghe nói vịt gà gì chết rồi, đất bán không được rồi, năm nay lúa thóc gì không có thu hoạch rồi, bán không được lúa. Thôi đừng có chọt vô mượn tiền chi nữa. Nội nói mấy câu thôi là mình nghe hiểu rồi, hiểu không? Đó quý vị, đây cái lối sống con người mình phải cần hiểu cái lối sống quý vị à. Vậy thì đâu có tạo áp lực cho nhau. Nó còn quý vị đi về chùa mình không có bị áp lực gì đâu. Chúng ta có đầu hũ thì ăn đầu hũ, còn không có đầu hũ thì chúng ta ăn rau. Có gì chứ, còn không ăn rau thì thầy trò mình ăn cơm nguội. Còn không có cơm nguội luôn thì chúng ta nấu cháo. Còn không có cháo luôn uống nước lạnh. Còn không có nước lạnh luôn mà chết. Cái gì không có chứ. Tôi gọi đi đến chùa luôn, đến gì để cho nó mệt đi. Đúng quý vị, học đạo là phước báo và cái gì thầy cũng không có chứ, thôi khỏi học luôn đi. Bây giờ mỗi tuần đi đến đây vừa mới bước đến cái này, vị Phật tử à, sắp sửa lễ lọc đến mà kẹt quá trời kẹt luôn, gạo giờ cũng hết, đồ ăn cũng không có luôn. Đủ thứ tiền điện đài tùm lum tùm la mà không có tiền trả luôn đó, bây giờ thầy lo dữ lắm. Mấy bà ngồi vô làm nè. Ngồi vô làm nè. Bà ngồi kế bên gần gạo cái khiêu khiêu. Khiêu khiêu cái bà ngồi kế bên. Khiêu. Thàn dữ lắm. Từng sao ở nhà. Không đi chùa nữa. Vì sao? Đi đến đây lâu ngày sợ dính than. Thấy chưa? Than giết người ta sợ dính than. Rồi quý vị đâu có đến. Chứ không phải than mà người ta thương đâu. Hiểu không? Thà mình nói vậy đó, có gì ăn nấy, không có nước thì chết. Vậy đó mà người ta nghe người ta thích. Giống như hồi sáng ở bên kia nói chuyện hồi sáng bên bển. Vừa nói xong cái cô đó bước đến liền. Thầy, đây cúng dường. Nghĩa Đức nói bỏ vô đó. Hùng Tam Bảo này dày lắm, bỏ vô không được. Nghĩa Đức nó lấy ít ít ra bỏ vô từ từ. Thấy không? Nói như vậy người ta vẫn cúng, mà tâm trạng người ta rất là vui. Nên Nghĩa Đức nói với tất cả các chùa, Phật tử đến chùa cứ lo cho người ta đàng hoàng đi. Mình lo cho người ta đàng hoàng, người ta cũng không quên ơn mình đâu. Mình giúp cho người ta vui thì người ta lúc đó người ta mới đầu tiên có được.
Bản thân mình cái gì cũng phải lo cho người ta, có qua có lại mới tội lòng nhau. Chứ bây giờ vừa gặp nhau, đầu tiên, nói đầu tiên là cái gì? Không hiểu đầu tiên. Nói đầu tiên không là chết mồ quý vị, thấy không? Con người đều phải có tiền mới có cuộc sống. Nhưng mà xin thưa quý vị, phải đến với người ta. Giống như mình làm ăn cũng vậy, đầu tiên mình phải đến với người ta rồi mình mới thịnh được, chứ đâu phải là tự nhiên bại ra làm ăn cái là muốn có lợi liền. Cái này gấp gáp quá nên mình làm ăn thất bại liền, không nói dòng do chứ. Nên con người đến với nhau đừng có cái gì cũng tiền, hiểu không? Mà có tiền thì càng tốt. Chứ sao? Đừng có nên cái gì cũng tiền, nhưng có tiền thì càng tốt. Quý vị biết, nhớ kỹ nghe, tình cảm nếu không có tiền thì khó nuôi được tình cảm lắm. Cái thằng này với con nhỏ này hai đứa yêu nhau lúc còn trẻ, nó yêu nhau lâm ly bi đát, nó yêu nhau không tưởng tượng được. Con nhỏ này rất đẹp, thằng này thì lùn mà bị hô. Quý vị biết rằng là hai đứa nó thương nhau, đừng có nói. Con nhỏ này nó nói là dù có khổ cỡ nào em cũng đi theo anh, cỡ nào cũng đi theo. Thằng này nói anh rất nghèo, anh nghèo lắm, em vẫn thương anh. Nó ghê chưa. Cuối cùng đi theo thằng này thời gian, thằng kia vào, con nhỏ này theo thằng kia, bỏ thằng Hô. Cuối cùng thằng Hô đi tu. Kinh khủng rồi, thấy chưa? Nếu mình không có tiền, mình không có tiền làm sao mình lo được cho người ta? Mà người ta quá khổ một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, chứ mà nhiều ngày khổ gì, sống với mình sao nổi? Rồi lại miệng đời nói này nói kia, mày đẹp gì mà lấy cái thằng xấu xí mà lại nghèo, mày được cái gì đâu? Cha mẹ nuôi mày khôn lớn, bây giờ cha mẹ cũng nghèo khổ, mà bây giờ mày lấy thằng này khổ nữa, mày có giúp gì được cho cha mẹ đâu mày? Thà mày lấy cái thằng này mà cha mẹ còn được nhờ, thấy không? Chứ bây giờ nó khổ quá, mày theo nó được cái gì đâu? Nó, mày thấy chưa? Nên thật sự mà nói, khó thế nào cái chuyện một mái nhà tranh mà hai quả tim vàng đó. Tim vàng phải có vàng 24 nữa nó mới vàng được. Chứ bây giờ mà cái tim máu không thì bây giờ những đứa hỏi bị sống với nó cũng khô máu. Nó buồn với máu cũng khô luôn nữa. Thì bây giờ còn máu đâu mà sống. Nên cuộc đời con người, những đức nói chuyện nghe thì đừng có nên phủ nhận cái chuyện tiền bạc. Tại vì tiền bạc mà đặt đúng nơi đúng chỗ thì nó cũng tốt. Tốt hay xấu là do tâm con người. Nếu đặt đúng thì tiền nó cũng đúng, đặt sai thì tiền nó sai. Nên con người mà nếu ai nói mình tham, mình cứ nói rằng tao tham nó được không? Có gì đâu. Vì trong cuộc đời này mỗi người có góc độ tham. Bạn tham vọng cái gì, bạn tham cái gì bạn nên tham. Còn nếu như cá nhân bạn thì bạn nên suy nghĩ lại. Còn nếu bạn vì người, bạn cứ tham đi. Bạn tham mà lợi ích cho người ta, bạn cứ tham đi. Ai nói bạn tham, bạn nói à tao tham. Đừng có nên lý giải cái chuyện không tham. Mình tham, ham tiền, tiền không ham chứ ham gì mày. Thấy không quý vị? Nói vậy đó mới được quý vị ơi. Nó, nhưng Đức nói với quý vị nghe, bây giờ nuôi 2.000 con người này, không có tiền lấy gì nuôi với bà già. Còn mấy bà già không có cơm ăn, bà lấy gì bà sống? Bà không sống rồi bà sao bà niệm Phật? Bà không niệm Phật là làm sao bà giáng sanh? Thấy chưa? Bây giờ rồi bị nấu nồi chè thì mấy bà già bên đây ăn không 1.500 người. Một nồi chè không, giá chót cũng bà phải có 20 triệu. Nấu nồi chè cho bà ăn không? Chè ngon ngon chút. Nấu nồi chè gần 20 triệu nữa chuyện vẫn chơi hả? Ví dụ như nấu chè đậu xanh không thì không có nhiêu tiền. Nhưng mà nếu mà nấu chè mà có sầu riêng đồ này kia rồi thập cẩm đồ đi, sầu riêng rồi hoặc là mít rồi xé vô đi, thử đi rồi biết. Rồi đi ra ngoài tiệm mua một ly chè 16.000. Nghĩ ly chè 16.000 đây nè mà rẻ đó. 16.000 1.500 người nhiêu? Phải 21 triệu không? Nó, nên từ nơi đó hai mấy triệu vẫn chơi sao? Nên từ nơi đó mà tôi phải thiết kế nhà chùa nấu chè. Cái ngu gì nấu mua ngoài mắt. Nhà chùa nấu luôn. Quý vị biết rằng là xăm mua ly 16.000. Mấy quý cái gì vậy? Rau má. Rau má mua ly 16.000, rau má đậu xanh. Mà rau má uống sao nó mắc mùi rau má, lạc nhách lạc nhiễu. Còn đậu xanh sao có mấy hộp leo que. Cuối cùng những đứa thiết kế rau má, mua rau má về tôi xây luôn. Tôi nói đây gọi là ly rau mẹ. Không? Chiều nay mẹ sẽ cho các con uống rau mẹ.
Hiểu chưa? Chiều nay mỗi người sẽ được một ly rau mẹ. Rau mẹ nha. Rồi mỗi người một hũ sữa chua. Mỗi người có một bánh mì mà chính tay tôi chiên luôn. Giờ buổi tối, thấy không? Chiều. Trời ơi, buổi chiều nay tôi sẽ nấu buổi cơm đặc sắc. Tôi sẽ làm cái món đồ chay. Những miếng mà gọi là cá giả chay tôi cắt. Chiên lên xong tôi làm nước mắm mà gọi là nước mắm gừng. Cá chiên xong tôi lót lên dĩa, xong tôi chế nước mắm gừng lên. Không, chế nước mắm gừng lên không? Cắt rau sống hay là rau xào, nấu thêm một nồi canh đặc biệt. Xong tôi làm một ly nước mà gọi là trà chanh kết hợp. Rồi đi bên đây người ta giảng pháp, mà bên kia người ta tính món ăn, người ta sắp chuẩn bị sẵn hết hoàn toàn, sắp xếp rau mẹ xay rồi thoải mái luôn, thấy chưa? Đậu xanh ngon lành, rau má nguyên chắc xay luôn, không pha nước. Đậu xanh xay nhuyễn ra lót ở dưới, rau mẹ đổ lên trên, bỏ thêm một miếng đường xay chung. Xong chỉ cần bị uống nước, bỏ vô miếng nước đá, xong quậy nhẹ lên, quay nhẹ nhẹ vừa quay, ai vừa đà phật, bắt đầu là đậu xanh dưới nó bốc lên, hòa tan cùng với rau mẹ. Uống cái ngon gì đâu. Thầy quảng cáo tiếng ăn rồi tôi hết sảy luôn này, thấy chưa? Đó, thấy không? Chuẩn bị quá, chuẩn bị luôn. Vừa chuẩn bị buổi chiều xong, tiếp tục buổi tối. Buổi tối là tiếp tục đồ ăn thức uống, giảng pháp xong, ăn uống xong. Thì thấy chưa? Sáng chuẩn bị luôn rồi. Sáng chuẩn bị phải làm món gì? Mai biết. Thấy không? Ý muốn nói với vị nghe đó. Người ta đi đến chùa, mình nhiệt tình mình lo gì. Nhiều người đặt câu hỏi, vì sao chùa đó đông? Không đông mới sợ. Lo lắng gì mà không đông mới sợ, đúng quý vị? Còn gặp bây giờ mình đi đến chùa, mình đi đến nhà người ta mà người ta không quan tâm, không ngó ngàng đến. Đồ ăn thức uống người ta đem ra ăn đi, bớ người tu cơm không ăn đi, xịt nước tương vô ăn đi. Tu hành là tu chứ đâu phải vì ăn uống, thấy không? Không lo ăn uống gì chứ, tu hành thì tu chứ cần gì ăn uống. Chứ con người xin thưa quý vị, ăn uống là quan trọng lắm. Có thực mới vực được đạo. Bây giờ cơm nguội mà xịt nước tương vô, tối nó đói bụng chết mồ, cào ruột sao ngủ đây? Nó bị nói chuyện giỡn chơi hả? Đừng có giỡn chơi nha. Được không? Nó. Nên mong quý vị những bài chia sẻ pháp này nó rất nhân sinh, nó rất là gần gũi. Nhưng quý vị hãy nghe kỹ lại, nó có những cái áp dụng trong cái cuộc đời mình. Bởi vì sống sẽ rất là đặc biệt, sống rất là tốt. Để niệm Phật để cuối đời chúng ta hẹn gặp ở cực lạc quý vị ơi. Chúc vị an lạc quý vị ơi. Cười lên cái coi. Để tôi cười một cái cho nghe. Không, cái nụ cười này bây giờ nó đang phát triển nha quý vị. Nhưng mà không phải dễ cười gì đâu nghe. Có mấy cô mình bắt cười toàn là bắt ỉa không? Bắt cười không có được. Giờ tôi kêu mấy cô mình bắt cười, mấy thầy cười, mấy ông điều là gì nè? Ỉa. Ông làm gì đó quý vị? Còn những đức thì ví dụ như có bà Phật tử nói, thầy công nhận thầy cười nó cũng nghe cũng thích gì đâu. Nó đâu thầy cười chứ con nghe con gì đến mấy. Chào cô hai. Cô hai đi đâu đó. Thôi chúc mày an lạc mày á. Ai vậy nào mà. Thôi chắp tay rồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh
đồng sanh về tỉnh.